Móc gì? Quấn đó. Quấn hả? Ừ, này mò nhiều dữ hả? Mò. Ký nhiêu? Chủ này mua ký nhiêu ông chủ? Hả? Tùy theo ốc hả? Tùy theo ốc. Trời ốc bự bự không ngạo quá. Bó bự rồi. Rửa sạch luôn hả vậy hay là sơ sơ đó ha. Xào xào cái đi rồi nó bỏ nước đó. Ốc bự bự không kìa. Ốc này chắc bụng ngon nha. Quấn nè. Đây là ốc quấn nha cả nhà. Xương xương lại đi rồi em dạ. Trả lên lên cho chị ngàn ký nữa. Dạ. Đó, ngàn ký nữa thấy không? Anh rửa sạch chút quay. Là... không vậy được. Rồi, chị làm rất là có nhiệt tình với chị chia sẻ. Đó, lên ngàn ký luôn. Rồi đem ra đây ông căng luôn kìa. Được lên 1000 ký nữa. Đây là cận điểm cận cảnh gia đình chị chia sẻ đang bán ốc nha. Hôm nay được anh chủ mua cho lên thêm 1000 nữa. Thường thường cũng không có mấy con vậy đó, về để đi với chị ra. Là thường thường mua nhiêu ký anh? À, ốc thường thường mua cũng 10 ngàn. 10 ngàn bữa nay lên ngàn là bao nhiêu? 11 ngàn. Bữa nay 10 ngàn hả? Lên ngàn đúng không? À. Là để dành ủng hộ chị chim sẻ mót tiền mua nóng đó. Cái này là gỗ sàn lược ốc đó mình. À đúng, đây, rồi. Đúng rồi. Gỗ sàn này là lũ. Gấp mua mối ông muốn luôn. Gọi là cái chợ của nhà như là cái chợ đó chị em dạ ơi. Ốc quắn bự bự không nè. Mấy con kia nó nhỏ không không lấy sao anh? Nhỏ quá mình bán không muốn luôn nè. Đi cũng được ha. Cắt chê. À. Dạ chào cô dạ, cô anh chị em tin tao à, lúc nào cũng thích ăn rau muống của chị chim sẻ vậy đó hả? Đúng rồi, cái muống này nó trồng tự nhiên ngon. Tự nhiên quá không? Trả tiền cho. Trả tiền cho. 5 ngàn vậy đó ha. Về cũng mình cũng dễ đi luôn. Thì vậy đi. Thì lên ngàn ốc nhỏ thì đâu có mua được. Cái này khoảng chừng 10 ký không ta? Cả đó không anh? Không biết nữa anh đi. Quá nước còn cạn cạn rồi. Này mò bao lâu ạ? Chị xã. Mò nãy ở cái bao đi 7 giờ mấy mà tới bây giờ. Mình đã nóng hay là mình có chị nữa? Rồi mình đang nóng mà ông mồi cũng giỏi vậy. Về này nói chị anh ơi, đi về đủ tiền xăng, có bữa lỗ tiền xăng nữa. Ừ. Hôm nay là anh móc rồi cho lên thêm ngày. Ở đây ốc quắn, nhầm chỗ tôi gọi là ốc đắng nha. À đúng rồi, đúng rồi, đúng chỗ rồi. Chỗ tôi gọi là ốc đắng. Tại tùy phải dùng. À. Cái này nếu mà mình thu mua về là bán cái này chỉ là luộc thôi anh, là làm gỏi gì nữa. Cái này mình giao cho khách rồi. À, giao người ta, ta làm gì ta làm. Tại vì em cũng chưa gặp. Nhưng mình bán vậy đó rồi giao người ta, ta làm gì ta làm. Về cái mình lấy cái số nào mà về trưa. À. Được rồi, ốc bự này là đi Hà Nội. À, đi Hà Nội luôn ha. Ủa ngoài Hà Nội không có ốc này hết ta? Ủa gì đó? Giá cước nó cao lắm. Cước à. Máy bay 18.000 ký. Ốc là đi máy bay. Ốc là ngon mình đó. Này ốc quắn nha mọi người. Vậy là anh mua là nếu mà sàn như là 11.000. À. Thôi chị mơ em chắc Mỹ quay em đi mò quá. Ừ hoa đi mò mới được. Đi mò chứ quay lỗ hoài. Ủa rảnh đâu rồi, em ngủ rồi về. Mời chị chia sẻ chị chỗ cho em nha. Em nghĩ quay rồi em đi mò. Ờ thằng quyết tâm đi mò ốc chứ không làm gì. Đổi nghề. Đổi nghề đi mò ốc đi. Gì nữa ngày lỡ mình tùm.
rồi mấy ống nhỏ cho em. Để tao trong trong nhỏ cái nè lên đâu. Bây giờ đó em nó ngon á. Tại vì nó mập mà nó không có con. Nó không có con. Đúng rồi, đúng rồi. Con ngót bự này thấy chứ nó chứ con dữ lắm. Bự con không à. Thì em không biết. Rồi chuẩn bị căng. Chuẩn bị căng. Này chắc 10 kg không ta? Không tới đâu. Trên 10 kg. Trên. Trên nè. 10 kg là 101 rồi. Hay với trời ông Hải mò hay với trời. Không biết ta mò một ngày biết ta được 5 kg không nữa. Cái căn này sao mà giống như căn nghiệp quá ta. Nước rồi, không có thấy. Thì mà đó. Qua hết 400 g mà 2 kg rồi. Vì căn đi chỉ có gì trừ hao lại. Cũng khó thì anh căn sao cũng được. Dạ. Sau này thì ồ 10 à. 16 kg. Này còn 15 kg chị ơi. Dạ. 10 rồi. Nhiều quá anh. 15 kg rồi. Ôi. Rồi giờ ông thôi mời tôi đi bắt ốc bữa này cho tới 160 rồi. Hải ngồi ghê. 15 kg. Ông nói đừng ngồi cái lâu rồi. Hôm nay chị bắt rồi mơ chị lập nhà đó. Mơ nghỉ ngày nè, mơ là mua cà phê để cho thợ thầy nè nước đá rồi nữa. Dạ dạ ok ok. Sớm sớm giùm em nha anh. Bạn biết mình biết mình nữa với khách đó. Ừ. Mấy tiền ra lấy tiền ra. Nãy giờ mẹ căng chứ mới đi mới tiền 55 ngàn, 165 ngàn. Đá để thầy thợ là vừa. Ôi bớt 5 ngàn, 160. Bớt đi thầy. Thôi. Bớt gì bớt. Đúng ra là 170. Trời ơi, ta không cho không hết nữa. Ừ. Trăm sáu mươi lăm. Rồi. Cảm ơn anh luôn. Vô rồi, vô bánh này, vô bánh này. Vô mơ là có tiền mua phê rồi báo đẩy thầy thợ đúng không? Mua đồ ăn ấy. Ờ, mua đồ ăn nữa. Nói chứ em ta làm cực khổ rồi. Dầm mưa dãi nắng mò cũng mệt lắm á, mới được nhiều đó. Vậy là có mình anh Hải mò hả? Phải hai chồng đi mò luôn được. Dạ. Có mò, hai chồng mò mới dính, dính nhiều. Quấn trong cỏ luôn. Là mình đi thu mua ốc con hả anh? Mua gì nữa không? Anh tên gì? Anh vô là anh đi mua ốc quán. Có mua người ta không? Em luôn thì sau này thì đây là anh tôi chuyên. Không có nữa, anh Hải có dẻm không? Còn dẻm không? Thiệt nhớ. Anh dẫn mới bắt. Gặp anh gặp dẻm mà con dẻm không có cái cờ nha. Con dẻm không có cái cờ á. Là ngồi trong con cạnh cạnh không? Đi vô dẫn dẫn. Hiện giờ là em căn vậy như lên xuống thì nó nói chung là cái giá đó lên á. Trời ơi 71 kg. Bảy mấy gì mấy tiền lên mấy tiền mấy tiền lên coi mấy tiền lên căng cho anh lợm coi coi căng cho anh lợm coi coi cho con mà ra thịt luôn đi. Tiền nó 41 kg à. 41 rồi cô lợm bầm tay bình thường. Thôi chị xẻ lên luôn đi chị. Dạ thử ơi ba ba ngự hai chồng với con. Cái căn của anh luôn rồi. Đâu sao đâu, cái căn này tới cái 100 kg luôn mà. 44 kg. 44. Thằng lợm mà. Đó giờ đâu lên gì đâu trời. Lợm mà căn ký rồi lợm chắc 30 quá. Thiếu ăn hoài luôn. Rồi nhét lại giùm đi chủ. Không nhét hư. Cảm ơn anh. Rồi cảm ơn ông chủ. Mới bán nhiêu? Mới bán nhiêu tiền hả? 115 rồi. Rồi cô lợm đi nuôi nổi không? Cô lợm nổi không lợm ơi. Rồi, vậy một lát rồi mình phải vô chổng mình điện cho cô lợm hỏi đàng hoàng là về cái vấn đề này nè. Mới tiền nó ăn dữ lắm nha lợm ơi. Mới tiền nó ăn dữ lắm lợm ơi. Mới bán 160. Mới ăn theo mới chấm đồ bộ đồ đây. Ừ. Vì ăn nữa anh có xuống đồ nổi không? Nổi thì cho nó ăn đi. Đã cô lợm nó còn kêu thúc thúc lên cho mau lên. Ừ. Nuôi cho mau lớn mà. Nuôi cho mau lớn mà. Cô lợm lo gung nè. Lo gung lợm mới lợm. Tôi có mời anh lợm ăn không nè, trong clip này mời lợm mời sao tự nhiên đưa vậy ai ăn. Mời anh lợm ăn. Đây mời anh lợm đi. Mời anh lợm ăn cái chả. Dạ mời anh lợm ăn. Cái gì? Mời anh lợm, anh lợm sao bóp? Mời anh lợm, mời anh lợm sao đưa cho ngay chân chú Thảo vậy. Ôi mẹ không ăn đâu, mẹ không ăn. Đi nãy rồi. Dạ, rồi cảm ơn anh. Kêu coi mơ rồi dở nhà sửa nhà đó qua không lắm qua cái quạt qua đây đó. Đi anh Hải mau qua không
Cái gì? Cây quạt. Mau qua không? Có không? Mau không? Mày cười nhăn nhăn mày cười. Cái gì? Giờ mày mẹ nói mùng 6 ra dẫn là tiếp không? Ờ, mau qua không? Bữa nay mùng 5 rồi. Nay dọn rồi. Nay dọn rồi, mau dỡ. Ờ, mau dỡ. Qua mai qua đứng chỉ huy được rồi. Nay ta dọn hết trơn rồi. À nó ơi, nó. Nói gì? Gì? Dạ cái mà mai qua dẫn là tiếp bài đi dở gì anh Thảo. Ờ. Mời đứng chỉ huy không mà. Mai mai ở bển đi để lấy xe qua đón. Dạ, đem du lịch qua. Mời ai trước con? Chú huyện trước hả? Mai chú huyện bận rồi. Dạ. Mai lộm đi xe ôm qua đi. Đi xe ôm qua được không? Không được, cho nó bận lắm sợ con chở mà cái thằng đi ca. Ủa đây chở xe cho. Đó, thấy chưa? Mới mở hộ, trăm mấy ngày, 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 ai chứ có mồi. Có mồi nữa. Có mồi quả trời. Dạ, bé tiền nặng cái gì kìa, làm ơi. Mới bán ốc kìa. Kìa, thấy vợ mà ăn không kìa, kìa nuôi nó nổi không? Nuôi nổi không kìa. Đó. Đó, thực hiện nó ăn kìa, nó nổi không? Ăn gì đi. Ủa? Dạ. Có gì vậy anh hỏi? Anh chở. À, cũng ngon đó em. Ăn không? Mở bán ốc được 165 ngàn mà mua đó hết 15 ngàn đó, nhắm nuôi nổi không? Cô lợm kìa. Kìa nói gì em sẽ mới bán ốc 165 ngàn mà tiên ăn hết 15 ngàn gì đó. Mở bán 165 đang hết 15 ngàn rồi mà nuôi nổi không? Đó. Dạ nổi, nổi. Mày ăn gì nuôi nổi? Ừ, làm gì? Làm gì? Cứ về về thì đi làm mướn. Mà muốn chắc đủ nó ăn quá. Đi bán hủ tiếu gà. Vậy bán cái đâu? Bán nhà con nè, chưa có tiền qua phụ. Mẹ bán hả, con dâu phụ hả? Dạ mẹ bán cho tiền qua phụ. Chắc không đủ hai bài ăn quá. Vậy nó không đủ hai bài ăn luôn á. Ủa nhớ, về vợ bắt rễ mà. Bữa nhớ ông và vợ bắt rễ mà, chứ đâu có cưới vợ về đâu. Le lưỡi làm gì trời. Le lưỡi mày chứ, mày làm gì le lưỡi mày. Không có le lưỡi nè. Có. Dạ, ôi, dạ, nó nhìn vô cái. Nè, cái đây đi. Hả? Hỏi kêu mời qua nghe. Mời qua nha. Mời trường kêu em ăn cơm, kêu mời em ăn chả đó hả? Đúng. Ừ. Trời. Chưa nấu cơm nữa. Chưa nấu nó còn kìa, chú huyện vô hai gước. Cũng bắt chú huyện không ai chân á. Kìa chú vô tới rồi nè. Chú huyện đi. Ờ, ai gước? Dạ, chú huyện, ốc huyện gước. Đúng. Rồi sớm hơn mấy giờ? Dạ, con có cháu về, cái bẩn về là qua dưới rồi. Rồi, 4 giờ qua tới bẩn hả? Dạ, ok. Nè ăn là ăn là mà giờ mình nó ăn rồi chị đòi nổi không? Mấy cái giờ 7 giờ đi được rồi. 7 giờ qua tới 10 giờ. 7 giờ ra được rồi. Ok chưa? Ghê em thấy vợ ghê mà ăn không? Ghê ghê mà không? Nó nổi không? Dạ. Nó nổi không? Dạ ghê mà cái mà ngày mai cái nhà mới rồi không mà? Ờ. Mai xây nhà tường rồi. Các nhà mới là có chỗ ngủ rồi. Ồ, biết chỗ ngủ rồi. Có hai bên ngủ rồi. Cắt cái phòng cho lợm luôn. Ờ, cắt phòng cho lợm vô hủ hủy đó. Cắt cái phòng để dành hủ hủy. Cái gì? Nếu có dặn nè. Trời. Nó có phòng riêng á. Ờ, hai bên tôi tí hay gì?
quán camera luôn chứ. Tua tay luôn rồi. Giận rồi. Giống như ship vậy. Quẩy. Quẩy đó. Quay rồi, quay chứ quay cái gì? Má, giờ ông ta đó rồi mà. Không xuống hàng cho gà ăn rồi. À, dạ. Ừ. Trời ơi, phải không? Má, rồi má, con la nữa. Ăn thuốc. Úc bị miền Tây vậy? Úc bị miền Tây vậy? Chết. Con chơi chú nó có không đâu? Mở đi xe ôm đi mẹ bóp. Mai đi qua xe ôm đi. Mở bóp trăm mấy đó. Rồi để con thì ông ẩm coi là ổng tới không không? Ông ẩm giết luôn. Không, chú nó không chưa. Chú nó không chưa qua không? Dạ. Ờ, con kêu ai xe đồ qua đi. Vậy mới kêu anh Thảo qua trước. Anh Thảo không qua không luôn. Ờ, mơ mất kẹt dựng nhà rồi. Còn ai nữa không? Mới kêu chị Mai ha. Ờ à, đúng rồi đó, chị Mai đi. Cô gái một tay mà lấy à, xe. Chị Mai ha. Dạ. Hiểu không? Ba đường, mau ba đường, mau ba đường luôn. Đông ơi, mở được cái đó, mau ba đường. Qua liền, không phải rước cho ông qua liền. Trời ơi, chị má là chưa ông Vượng, không Vượng, mà Mai không làm chuyện, Mai không mà. Trời ơi, sao biết không, Vượng nó không? Giờ một, giờ, giờ, giờ. Không có, giờ nó tới một nè. Không có, ông Vượng nói rồi Mai đánh. Vậy hả? Nói nào? Ông nói nở rồi Mai đánh. Giờ nó có một là chị Mai qua rước à, không qua chứ. Đó. Dạ. À mà bấm bấm cái clip con chứ tôi nghe rồi đánh giỏng chơi đang tâm sự đó. Trời ơi cái đâu mới mất thời giờ luôn. Nó chú nó đường này không nói qua đường khác không à? Tôi hỏi đây nè. Trời chết. Hết bệnh chưa làm? Bớt bớt gì chưa? Hết bệnh chưa? Dạ phải rồi, phải rồi, phải rồi, phải rồi, phải rồi. Qua đây đi, Tiên hung cái nữa là hết bệnh. Tiên qua đây em hung miếng lên hết ho liền. Đó, Tiên nói gì đó. Ok. Ok, trời, ok liền. Ai ra em chùm dữ vậy? Cái món hò nó hết ho. Ủa, cái đó là phai vừa thôi, hôm qua coi lại cho nó uống vô là cũng bớt rồi. Chú lễ đó hả? Cho nó một bớt. Vậy hả? Vậy coi rồi. Sáng nó vậy cha nó dị là ăn cháo, uống mật ong, rượu cho nóng luôn. Uống đủ thứ chưa hả? Dạ, uống gì đó nó đỡ. Từ từ đi. Có cà phê không? Không, không, không. Uống nước chín đi nó không ngon. Như con ăn cù cốc không con ăn? Dạ. Con ăn cù cốc thì con ăn. Dạ. 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 Rồi mai tranh thủ qua sớm mình lượm ơi, 3 giờ sáng qua được rồi. Rồi ok, mai tranh thủ qua sớm đó mà. Qua ai gước rồi qua sớm. Đi xe ôm qua. Điện chú Quyện thôi ha. Điện chú Thanh coi. Điện chú Thanh đi. Trời. Điện chú Thanh đi. Điện chú Thanh đi. Ờ. Rồi mấy điện tí báo á. Không chưa chưa hết được cái gì chút nữa. Gì? Gì? Chưa điện chú báo á. Điều lên cầu vòng cổ đi mấy bài bài. Ừ. Mấy ca vòng cổ đi. Điện chú báo á. Chú báo là ông già vợ đó. Đi báo. Đi quên. Đi báo. Chú báo là ông già vợ đó. Đi quên. Ừ. Thôi lên giờ lên cầu vòng cổ đi. Tặng bây giờ vợ mơ đi ăn mừng sửa nhà đi. Mấy ca đi. Hồng ơi đi, Hồng ơi đi. Cho đi báo với ông Thanh đó. Ờ. Còn coi mà biết nó rảnh không á, chưa lỡ được cho chú Thanh bàn với anh Tứ báo còn sao, bàn con có được, có được bây giờ bàn mới được. Bàn quá. Bàn, điểm mà bàn. Chứ con nửa đêm con lỡ bộ qua đi. Dạ. Nửa đêm lỡ bộ qua, từ từ cũng tới đây à. Lỡ bộ bộ, biết trường hợp ở trời. Thì ông tới có dân xe, ông tới rồi con. Trời, lái mà đó. Ừ, đúng rồi. Rồi lên cơ cổ đi. Cơ cổ Hồng ơi tặng bà vợ đi mơ sửa nhà cho đẹp nè. Nói về cái việc sửa nhà coi, Hồng cổ nói việc sửa nhà coi. Ừ. Quá hay.
chúng cũng đừng dẫn dẫn phòng trời ai trên mai mà nước trăng trời bên lòng ngờ hay quá ta bảo ơi con gái được cái bọn quên ruộng quên đồng cái đứa chữ đó đều bao đồng mà bảo bây giờ anh ai ngọt đi luôn. Hồng ơi đi, Hồng ơi đi. Cầu bóng khác đi. Có một dòng trong trải tràng trong khi ngỡ làng em bên lỡi lòng anh ở đôi bời. Mỗi ngày anh qua bên này trong đi học đuôi bến trò gửi gọng bóng mông ấu nay mù con bướm vàng quanh quẩn anh đang chiều đàn anh gửi ra trong anh đang cùng kia con đò bên nghĩ giờ biết áo ngày nay theo mình giá trong chiều giờ mà nói không? Hay. Giờ mở điện xuất hiện quá không? Mày kêu tiền mà rước đi mà. Ừ, mấy kêu tiền mà rước đi. Ai kêu kêu tiền kìa. Tiền mà rước đi. Thì cái đạp hai cái tiền chiều cũng tới đây à. Cái gì? Chưa. Chưa nóng hả? Chưa hả? Ờ. Hôm qua nấu đi. Vậy là mở đã con lâu mới nói không? Ờ. Đợi con qua chắc phục vững luôn quá. Dạ bạn cái chú Nguyễn đi nghe. Dạ bên. Cái này bán cơm chưa? Gọi tắt máy rồi. Làm cái gheo cái rồi. Làm gheo gọt mau luôn. Lộn mà. Rồi vậy hẹn ngày mai gặp lại ha. Rồi. Dạ. Hẹn ngày mai gặp lại. Ngày mai bắt đầu gia đình chim sẻ sửa nhà nha cả nhà. Đấy là đây. Rồi giờ chồng nó cũng đã chấm rồi. Đó. Mời chắc tối nay ngủ hết được rồi. Ngủ hết được. Nhưng mà tối nay là tối nay hai chồng thức thì em cũng có cái lời góp ý kiến như thế này. Kệ không kệ mơ điện điện không có không nhận được chết thằng này.